Vào ngày hôm qua thì hai trận động đất liên tiếp 6,7 và 6,8 độ Richter vừa mới xảy ra tại Ecuador. Đất nước vẫn còn chưa phục hồi sau trận động đất 7,8 độ Richter hồi giữa tháng 4 vừa qua. Tổng thống của Ecuador Rafael Correa cho biết có một người thiệt mạng trong hai trận động đất này, một số người bị thương, mức độ thiệt hại nhẹ hơn so với trận động đất hồi tháng 4. Có 85 người bị thương nhẹ do mọi người chạy và bị ngã, có hai người trong số đó bị thương nặng không may là một người đã thiệt mạng. Đó là một người cao tuổi ở Tosagua. Nguyên nhân gây ra cái chết vẫn chưa rõ. Mọi người đều lo chạy khi có động đất, có thể là bị té và đập đầu vào đầu đó. Hai trận động đất vừa qua gây mất điện ở nhiều khu vực ven biển Thái Bình Dương ở Ecuador. Những người chứng kiến cho biết người dân tràn ra phố và chạy ra khỏi khu vực của cao nguyên thủ đô Quito. Tổng thống Rafael cho biết tâm chấn của trận động đất đầu tiên nằm ở khu làng chài Mumbike, cách thủ đô Quito 368 km.